Chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên video mới của channel Yato Việt Nam. Quay lại với cả series tủ thì trong video này tôi sẽ mang đến cho các bạn một tủ đồ nghề 189 chi tiết Yato có mã số là IT55292. Như các bạn thấy, với thiết kế của tủ này sẽ khác rất nhiều so với tủ 55300. Tủ 55300 thì chúng ta sẽ có 177 chi tiết, nhưng đối với tủ IT55292 thì chúng ta có 189 chi tiết và có đến những 7 ngăn kéo. Về toàn bộ thiết kế bên ngoài thì chúng ta có một thiết kế khung bằng thép sơn tĩnh điện. Tất cả các ngăn kéo được bọc nhựa và có logo để tích những cái icon của thiết bị ở bên trong. Bên cạnh sườn thì sẽ có lớp bó bằng cao su để chống va đập, chống chảy xước sơn. Mặt bên trên chúng ta sẽ có một mặt nhựa rất là cứng, có thể để eto và sử dụng như một bàn nguội. Tay cầm được làm từ cao su non, cao su bám vào rất là miết, rất là dính tay. Và bánh xe có hai bánh xe cố định đằng trước và hai bánh xe dẫn động, có khóa để cố định. Thì nhà sản xuất khuyến cáo chúng ta rằng là trong quá trình không di chuyển nữa thì chúng ta nên khóa bánh lại, và trong quá trình di chuyển thì chúng ta nên đóng tất cả ngăn kéo và khóa này lại để cho toàn bộ các ngăn kéo được ở bên trong. Đây là khóa trung tâm chính, còn lại là tất cả những các ngăn kéo đều có khóa phụ ở đây để chống trượt, chống va đập. Đối với tủ IT55292 này thì có 180 chi tiết sẽ chuyên dụng cho sửa chữa cơ khí cơ bản, tháo lắp và sửa chữa cơ khí nha các bạn. IT55300 thì chuyên dụng để tháo lắp, còn IT55292 dùng để gia công và sửa chữa cơ khí. Ok, tôi sẽ đi sâu hơn vào bên trong từng khay sản phẩm một để cho các bạn có thể nắm được các chi tiết bên trong. Các bạn có thể thấy rằng với một sản phẩm cao cấp của Yato, chúng ta sẽ có những tông màu đỏ và đen khá là chất lượng. Đây bên trên là được làm lớp nhựa chống ma sát này, chống trơn trượt này. Những cái dấu này là để chống trơn trượt này. Rồi ngăn kéo cũng được nhà sản xuất trau chuốt từ viền đen rồi bên trong. Ngăn kéo đầu tiên chúng ta sẽ có 3 ngăn. Khay cờ lê sẽ có cờ lê nhỏ nhất là 6 cho đến cờ lê 32. Rất chắc chắn và rất chất lượng. Ai dùng cờ lê của Yato rồi thì chắc chắn sẽ biết về chất lượng. Chúng ta sẽ có một khay chuyên dụng các đầu mũi vít dùng cho tay vặn 1/2 inch và tay vặn 3/8 inch. Đây là adapter dùng để nối những cái đầu mũi vít như thế này. Chúng ta sẽ có các mũi vít lục giác, mũi vít hoa thị 6 cạnh và 12 cạnh. Ngăn kéo thứ hai, chúng ta sẽ có 3 khay. Khay búa, chúng ta sẽ có một búa kim loại và một búa nhựa. Búa nhựa ở bên trong là sẽ có bi sắt ở bên trong. Bi sắt sẽ làm cho tác động của lực đập vào sẽ không bị phản ngược lại. Tất cả lực sẽ được bi ở bên trong nó thu hồi hết về rồi. Đấy là một cái điều khá là hay trong búa của Yato. Chúng ta sẽ có một khay kìm với 4 chi tiết: kìm vuông, kìm nhọn, kìm mỏ quăm và kìm cắt. Với cả cao su để chống trơn trượt. Vì trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ có tay dầu mỡ và sẽ rất là hạn chế ma sát. Ngăn kéo này chúng ta sẽ có thêm cả khay tay vặn 1/2 inch. Tất cả những thiết bị ở bên trong khay đều hỗ trợ cho việc vặn tháo lắp của khẩu mở buji 21mm. Bên trong có nhựa. Đây là khẩu mở buji 16mm. Các đầu khẩu nhỏ nhất là 10mm và to nhất là 32mm. Tay trượt đấu chuyển từ 3/8 lên 1/2 inch. Khẩu nối nhỡ, thông thường thì chúng ta sẽ cần có thêm cả khẩu nối dài nữa, nhưng mà
trong bộ này chỉ có một đầu nối cứng nhỡ thôi. Chúng ta sẽ có hai khay Toro vít, một khay Toro vít cơ khí cơ bản có các kích thước 4 cạnh và 2 cạnh từ nhỏ đến to. Bộ này chúng ta sẽ có bộ nhỏ này, tháo các thiết bị điện rất là cơ bản, rất là tốt này. Kế bên chúng ta sẽ có một bộ Toro vít đóng 2 cạnh và 4 cạnh gồm 4 chi tiết. Tất cả các đuôi Toro vít đều được gia cố bằng kim loại để chịu lực tác động. Tất cả ngăn kéo đều được sắp xếp vừa khít kín với cả thiết bị để trong quá trình sử dụng chúng ta không bị nhầm lẫn hoặc là thiếu sót. Khay tiếp theo chúng ta sẽ có một bộ Taro Gen từ bên trong và bên ngoài, từ M3 cho đến M12. Các bạn có thể thấy trong và ngoài tất cả các chi tiết đều được gia công rất là tỉ mỉ, chuẩn xác. Chúng ta sẽ có thêm cả dưỡng. Ngăn kéo tiếp theo chúng ta sẽ có những cái khay bằng rũa 5 chi tiết: rũa bán nguyệt, rũa vuông, rũa tam giác, rũa tròn và rũa chữ nhật. Bộ kìm mở phe, chúng ta sẽ có kìm mở phe trong, kìm mở phe ngoài và cong lẫn thẳng. Kìm phe hay gọi là kìm phanh đó. Chúng ta sẽ có một khay về kìm chết và mỏ lết. Như tôi vừa giới thiệu thì mỏ lết chúng ta sẽ có hai cái. Một cái là 20cm và một cái là 25cm. Ngăn kéo cuối cùng chúng ta cũng sẽ có hai khay đồ nghề. Hai khay này sẽ chuyên dụng cho việc cắt kim loại rồi rút tán UV. Chúng ta sẽ có một cái súng kìm rút UV ở đây. Khi không sử dụng thì có thể tháo hãm. Rất là gọn đúng không? Và nhà sản xuất cũng đã cho chúng ta một vài mũi UV ở đây rồi. Trong quá trình sử dụng, khi dùng hết chúng ta có thể mua đồ mới để thêm vào trong khay, sẽ rất gọn gàng. Sẽ có một kéo cắt tôn, cắt kim loại. Rất chất lượng đúng không ạ? Khay cuối cùng, chúng ta sẽ có một Toro vít, bút thư điện, băng dính, dao gọt dây và bộ mũi khoan có 19 chi tiết từ 1 cho đến 10mm. Bộ mũi khoan này chuyên dụng cho khoan kim loại nha các bạn. Tôi sẽ nhắc lại là chuyên dụng dùng cho khoan kim loại. Vì là sản phẩm mới nên vẫn còn là khóa ở đây, tôi không mở ra nữa. Chúng ta sẽ có một kéo để cắt bìa, cắt giấy. Nhìn rất xinh đúng không? Ngoài ra chúng ta sẽ có hai ngăn kéo ở bên dưới. Hai ngăn kéo này dùng để chúng ta để những thiết bị khác. Vì hai ngăn kéo này có thể tích lớn hơn. Tất cả các ngăn kéo nhỏ của tủ nhà tô thì có khả năng chịu tải được 25kg. Còn những ngăn kéo nhỡ và to sẽ chịu tải được 35kg. Toàn bộ thân xung quanh của tủ chúng ta sẽ đều có những cái ô chờ. Các bạn có thể thấy những cái ô chờ ở đây. Các ô chờ này sẽ dùng để gài những cái option khác, chẳng hạn như thùng rác, kệ treo khăn giấy hoặc là những cái móc để treo bên sườn ở đây. Tất cả các chi tiết được thiết kế lên tủ đều không thừa một chút nào cả, đều có công năng của nó hết. Tôi vừa giới thiệu đến các bạn tủ Yato Itenon 5292 với 189 chi tiết cơ bản dùng để tháo lắp cơ khí và sửa chữa
cơ khí cơ bản. Thì các bạn có những ý kiến gì thì hãy comment ở bên dưới phần comment để chúng góp ý cho chúng tôi, hoặc chúng ta cùng thảo luận thêm về những sản phẩm của Yato. Các bạn đừng quên truy cập vào website yato.vn để tham khảo những cái sản phẩm khác của Yato nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.